trân trọng giới thiệu một xuất phẩm hay nhất năm 2015 với sự kết hợp cùng Auto Film Group mang tên Thời niên thiếu của Trần Hạo Nam. Ngày 12 tháng 10 năm 2015, mày đã đụng chết tàu ngay trên con đường này. Em không được sống ở bên cạnh anh. Em bị giết nó dễ thôi. Nhưng nếu mày quay trả thù mình, Hạo Nam tôi lo lắng. Dạ em biết em cảm nhận bất tận cả trái tim của em. Bánh chơi bóng cái gì đó. Tại sao không thích tôi? Không, không chơi, cho cô áo. Em biết tao ngủ tí được à? Thì tao chơi một sương mày thấy sao? Anh thử má rồi. Uống nó ra mày. Em sẽ trả thù cho chị. Đời mày em, mẹ em đó. Em lát nữa thôi. Cậu nè, mặt mày. Cái bụi. Tao không nói chuyện với mấy thằng con nít. Lệ rơi nè. Bây giờ tao không phải là keo dính chuồng nha. Tao dính lại rồi. Hào nam tôi hứa không phụ trách. Đại đại biểu, ban ngày ban mặt xuất hiện là tôi nghi lắm rồi. Tưởng tôi không thấy hả? Sao? Có chuyện gì quan ức muốn giải oan đúng không? Mày muốn nhớt hả? Hả? Mày có bị nhiên không? Mày muốn gì đây? Tại sao mày chặn đường nghe tao? Hả? Muốn nhớt hả? Chặn đường nghe. Ngày 12 tháng 10 năm 2015, mày đã giết tao. Ô mày nhớ. Mày mới hấp nhão nha hả? Mày có bị nhiên không? Mày nhớt rồi làm sao mày đứng đây mày nói chuyện với nhau được? Mày bị trùng hả? Hả? Điên hả? Ngày 12 tháng 10 năm 2015, mày đã đụng chết tao ngay trên con đường này. Hả nó? Hả? Ừ. Em đang đâu nhở? Ở nhà hả? Đợi anh, đợi anh nhà nhiên. Ừ. Hả? Đúng rồi, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm nghiêng nháo nước anh đại đề liền. Anh hứng quá rồi. Gì?
Nháo hả? Oh my god. Ngày 12 tháng 10 năm 2015 mày đã giết tao. Ngày 12 tháng 10 năm 2015 mày đã giết tao. Mày giỡn mặt cái tao hả? Chú ơi, chú ơi, chú ơi, 12 tháng 10 năm 2015 chú đã giết con. Chú đang nghe điện thoại. Chú không nhớ hả? Chú không nhớ hả? Chú đã giết con. Chú đã giết con. Mày đã giết tao. 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 Trả bản. Trả bản. Chú ra lỗi coi. Chính tại hôm nào lầu vô cái xe đúng. Chú đâu có biết gì đâu. Tại con thôi. Chú đâu có lấy đâu. Trả bản. Chính tôi dẫu đứng ngồi cũng không đổi tên, là anh em thân thiết ta luôn sớt chia nhau buồn vui. Hào Nam tôi hứa không phụ chân tình anh em gửi trao, dẫu còn một giọt máu cũng không hài lòng với anh em. Hào Nam, Hào Nam, Hào Nam, Hào Nam, Hào Nam, Hào Nam. Em lại bỏ anh như vậy, em có biết là anh nhớ giọng nói em nhiều lắm không? Ê! Mày giỡn gì kì vậy mày? Tụi mày giỡn gì hết thù sao mày? Rớt tim mày biết tao sợ ma không mày? Thằng quỷ à! Ê! Hồi nãy anh nói giỡn chơi nhớ giọng nói em thôi mà sao em lên tiếng vậy? Đừng giỡn vậy, giỡn vậy không vui đâu không? Săn hết cả người anh rồi đó. Tụi bay có nghe thấy một âm thanh ghê rợn xung quanh đây không? Dạ có. Nó ở đâu phát ra vậy? Dạ đây nè. Em thấy không khí vậy em mở cho nó hợp. Hợp bà nội mày, hợp bà nội mày. Mày điên hả mày? Cái này mày tắt đi ở đâu? Dạ. Khùng. Ơi. Anh ơi. Sao? Mày tránh ra đi. Cái gì? Em có chuyện muốn nói. Nói cái gì? Bây giờ tao không có đủ tỉnh táo, không có đủ tinh thần để mà tiếp nhận cái thông tin nào nữa hết rồi. Mày có biết cảm giác của tao bây giờ mất một người thân là nó mất mát, nó chịch choạc, nó khuất khuẻo như thế nào không hả mày? Ơi, anh nhớ em nhiều lắm. Anh Hồng bên đây nè anh. Ê, trời ơi, mày rất bị nhiễm độc kem trộn mà chết quá. Thôi chết vui vẻ với anh nội. Chịu nói sớm, bây giờ phải nuôi tâm lý lại nữa nè. Hùng Ngọng ơi. Chịu hết nổi rồi, tao chịu hết nổi rồi, đem hàng cho đi cho tao.
từ từ thôi. Mừng liền đi, mừng liền đi. Từ từ đi mà. Mà tao ghét quá à. Anh nghĩ em là ai vậy? Cứ ở địa bàn nào không kêu em tới. Anh biết ở đây là ở đâu không? Ở đâu? Quán ba. Trời, quán ba của bác. Cúi xuống mừng liền đi. Lem của con kìa má. Không làm ăn được gì hết. Thôi đủ rồi, biết. Cho 20.000 tiền xe ôm. Tao ứng trước gì đạn được không? Nghỉ chơi. Trời, quên khóa an toàn. Thôi mốt đại ca đừng chơi dại gì nữa nha. Dẹp đi đại ca. Trời ơi, ai? Ai? Ai đã làm em tao như vậy? Đại ca, theo thông tin em nhận được, kẻ giết chết anh Hùng chính là thằng Đại Gia Tử. Hồn lỡ xa vào đôi mắt. Có phải là cái thằng mà nó hát cái bài hồn lỡ xa vào đôi mắt? Em mày không hả? Mày thấy đại ca đang buồn sao? Mày hát với họ. Theo thông tin chính xác tao nhận được, kẻ gây ra cái chết của anh Hùng chính là thằng Trần Hảo Nam. À, tôi nhớ rồi. Quên mày. Hình như cái thằng đó nó đang hit cái bài Nhói Lòng đó phải không? Anh mày xàm đế đủ chưa? Tụi nó có trả tiền cho tụi bay không? Mày lăn xê nó vậy. Nhưng mà tao cũng thích bài đó. Tụi nó có trả tiền cho đại ca không? Cái này là mày. Anh giờ đây em Nam ơi, anh sẽ trả thù cho em. Hảo Nam, Hảo Nam, Hảo Nam, tao sẽ báo thù. Rồi, à, hình như trong khoảng đời làm người của em là em có gặp cái mặt này. Anh là cái gì dính dính nè à? Dính gì dơ dơ nè. À, keo dính chuột đúng không? Đúng rồi. Dị dạng dơ dái. Dễ gì giấu giếm hả anh? Tao cố tình tao giấu rồi. Anh muốn giấu hả? Anh phải nói rõ cho em. Mày khai chi vậy? Anh à, thật ra trong cuộc sống của chúng ta có những cái mà chúng ta phải biết chấp nhận, đó chính là quá khứ. Có quá khứ chúng ta mới có ngày hôm nay. Mỉm cười chấp nhận và lớn lên đúng không anh? Được. Thầy dẫn thầy. Đó. Ê, hình như cái miệng mày có gắn dây thun ở trong đó. À không, em là bên dây ràng rồi, dây ràng nó dài hơn. Vậy luôn á hả? Dạ. Ê, tao trịnh trọng tuyên bố với mày một điều nha. Bây giờ tao không phải là keo dính chuột nha. À, anh dính cái gì khác? Tao hả? Dính đạn nha mày. À, dính đạn vậy mà kỳ kỳ quá sai nữa. Dạ bỏ. Mày đừng có giỡn mặt với tao nha mày. Vậy bây giờ túm lại là anh muốn cái gì? Tao muốn bắn mày được không? Ăn đạn hả? Ăn đạn đó. À, ăn đạn không có vui. Đạn đâu có ngon. Làm gì đâu ăn. Tao đâu có ăn đâu, tao biết vui không? À, vui thôi bây giờ em nói nghe nè. Không mấy bây giờ anh bận quá thì anh đi đi. Đi đi, hôm nào mình rảnh cho mình chơi nhau sao? Ô, mày biết tao bận luôn. Dạ em biết, em cảm nhận được hết bằng cả trái tim của em. Dạ, bây giờ anh có thể leo lên xe và bước đi không quẩn lại. Dạ. Còn tiền vé xe sao? Em free. Trời đất ơi, anh em với nhau mà. Free. Ô mày sang quá, 20.000 mày free cho tao luôn. Dạ, không có lấy tiền. Ờ vậy hả? Dạ. Ờ thì tao về. Dạ. Ủa anh bị khó ở hả? Sao? Không phải, nãy giờ nói chuyện lâu quá tê chân. À, có cái chuyện này xảy ra được luôn hả? À, dạ, 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 bế xuống hả? Trời, anh nhiễm màu quá trời. Đây. Anh cũng nhẹ ghê vậy đó. Dạ rồi, anh ráng tự lực cánh sinh nha. Ê mày không biết mở cửa cho khách luôn hả mày? À, phải mở cho anh hả? Anh phải nói chứ. Dạ, em mở. Trời, khách hàng là thượng đế mình nói chuyện. Dạ, em mời anh. Còn đi cái tướng cũng kỳ quá ha, giang hồ kỳ quá. Nhìn nó sai. Dạ rồi, em đóng lại cho anh luôn nè. Dạ, bye bye anh. Dạ. Dạ. Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây. Cái gì chứ mày? Hết hồn à? Trời đất ơi, mày làm gì vậy? Tiến ra đây giùm nha Linh. Rồi sang chảnh quá hả? Cái cửa hay vậy? Xe tao mà fail ra rì đó con. À ra rì đó hả? Ra rì đó. Có nghe nè. Thật ra thì mình lùn thì mình cũng phải biết mình ở đâu. Mình phải nhận thức được chứ sao mà lùn mà chảnh vậy. Rồi ra đường ai yêu thương mày nổi hả? Đi cái xe gì nhìn thấy mà ghét. Ê. Cái gì? Tao lùn kệ tao mày. Tao lùn với tao có ăn hết của ông nội không mày? Hả? Mày, sao mày cứ kêu tao lùn hoài thằng heo nái? Tao xin trân trọng thông báo cho mày biết tao là heo rừng không phải là heo nái. Làm gì mày chọc tao hoài vậy? Ủa chứ sao mày chọc tao? Mày lùn tôi kêu mày lùn. Ê bậy. Facebook bây giờ đổi tên, tao cũng đổi tên theo luôn. À, mày đổi tên hả? Mày đổi đúng tên rồi. Gì? Hoàng tử chân dài.
À, cái tên nghe nó chân thương quá hả? Tao nghĩ là mày cũng nên đổi tên đi. Ê, đúng rồi, tao đổi tên luôn nha. Đúng rồi. Mà bây giờ đổi tên gì ta? Ở để tao đặt cho. Ừ. Mày xoay vòng đi, tao đặt cho mày. À tên. Xoay hả? Công chúa heo nái. Tại sao lúc nào mày cũng gọi tao là heo nái là sao? Heo rừng. Đọc chữ rừng tao nghe coi nè. Heo rừng. Rừng. Heo rừng, ta là heo rừng. Nái. Rừng. Nái. Rừng. Nái. Rừng. Nái. Rừng. Rừng. Hai mày yên với tao ngủ một tí được không? Ủa mày thức rồi hả? Đêm qua chực cái hai đứa bay nè. Giờ ngủ không được hả? Chưa thấy thằng nào giữ xe mà ngủ với mày luôn á. Mày nghĩ sao vậy? Mày giữ xe rồi lỡ mất xe rồi ai đền? Nè mày thấy không? Mày đây là một tấm gương để mày nói theo nè, một tấm gương sáng. Người ta khiêm tốn về chiều cao nhưng người ta vẫn biết tập thể dục, tập aerobic để người ta phát triển chiều cao. Còn mày, tại sao mà mày lé mà mày không biết vận động con mắt của mày để mày hết lé hả? Ngồi dậy nhanh lên. Tại sao vậy? Cái gì? Nó có nói nó cũng không nghe nữa. Thôi bây giờ không có nói nhiều nữa, bây giờ mày đứng dậy, làm ơn đứng dậy đi ra ngoài đó, dẫn chứng cụ thể. Ra đây. Rồi đứng đó luôn. Đó, ngựa chưa đây nè. Vô nè, 2-3 bắt nhịp cho tập thể dục, nghe chưa? Rồi. 1-2-3. Con cào cào có cái cánh xanh xanh, nó bay rất nhanh từ hàng cây sang bụi cỏ. Con cào cào nó thích thể thao, la 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 la. Nó đâu? Nó nào? Ao Nam. Tại sao ông không kiếm tôi? Tao không có thích mày. Tại sao ông không thích tôi? Tao thích thằng nào, tao kiếm thằng đó. Thì ông thích Hồ Nam lâu chưa? Mày giỡn mặt với tao thôi. Rõ ràng hồi nãy anh nói là anh thích ai anh kiếm rồi đó. Anh kiếm Hồ Nam là yêu đại cao luôn rồi. Thích kiểu này là thích kiểu khác má ơi. Không có giỡn mặt với mày nữa. Kêu Hồ Nam ra gặp tao. Cái gì nữa vậy mày? Anh ơi, tại sao anh không thích tôi? Tại vì tôi lùn tôi xấu à anh ơi. Mày cũng biết mày xấu như vậy luôn hả? Mày nghĩ sao vậy? Thấy mày nghi đầu vô là thủ liền à. Mày nghĩ sao mà đại ca như tao mà thích thằng lùng như mày? Lùng như vùng tùng của Nhật nữa anh. Mày lùng mày còn bị khùng hả? Mày chết đi. Sao mày ăn quá vậy? Mày kêu Hào Nam gặp tao. Đứa nào dám đụng đến đàn em của tao? Mày xin vui lòng vụ điếu thuốc xong nói chuyện với tao. Lịch sự một xíu đi. Dạ nó đúng đó đại ca. Bỏ đi đại ca. Ok. Tụi mày tụi mày lịch sự quá đáng rồi đó. Mày lịch sự chăng nữa, ngày này năm sau sẽ là đám giỗ của mày. Ơi, mày có nghe gì không? Giống tiếng bà già mình vậy. Phải không? Ừ. Bà đang đứng bên cạnh hai tụi bay đó. Mày đứng sao mày? Định hù dọa tụi tao hả? Mày tao chết lâu rồi sao mày thấy được? Ê, nè, thông báo cho tụi bay biết, đại ca của tao có một khả năng rất siêu nhiên. Đó chính là có thể nhìn thấy người đã khuất. À, mà đại ca nè, bà ở đâu rồi? Tại vì em cũng thấy nó buốt giá bờ vai bên phải quá. Bà đang đứng bên cạnh mày kìa. Thôi mà đại ca, tao nói thiệt, em có giỡn đâu. Bà đang chào mày kìa. Tôn trọng người lớn tí xíu, chào người lớn đi. Chào hả? Dạ anh chào. Dạ con chào bác. Anh chào. Sao nó nhìn về hướng này nhiều quá vậy?
Bà có bên cạnh mình không? Đang đứng. Dạ con chào bác. Bác khỏe hả bác? Bác khỏe hả? Ê, thằng này nói nó có con mắt âm dương gì á, phải không mày? Em cũng không biết nữa. Chắc vậy đó được không? À, như có. Hằng ngày đều có những hồn ma hiện diện xung quanh chúng ta. Chỉ cần chúng ta không phiền đến họ, họ sẽ không phiền đến chúng ta. Đại ca. À, ma, ma, dắt tôi đi toilet, dắt tôi đi toilet. Em nè, đại ca, đã đến thời gian của em rồi, thỏa mãn đi. Cái gì vậy ma? Đang căng thẳng gì tự nhiên xú đầu lên kêu đại ca muốn hết thùng, rớt cái tim ra ngoài luôn rồi. Bữa nay nghỉ một bữa, cho mày nghỉ, đi chỗ khác đi. Không, à, đến cử của em rồi đại ca, đến cử của em. Chào mày cũng bị ghiền luôn hả? Tụi quay đi, chào mày đi. Không, đại ca, đại ca. Tụi quay, tiến lên. Mà khoan, công nhận mẹ con tụi bay giống nhau thật. Ê, sao mày biết? Trên miệng ai cũng có một con dê chó. Ê, sao nó biết vậy? Là sao mày? Mẹ em có con dê chó thiệt mà có tới hai con lận. Mày im đi, cầm miệng mày lại đi. Nín, nín, nín giùm tao cái. Đừng bao giờ nói chuyện mày hù tụi tao hả? Nói ba chuyện nhảm nhí mày thích hù. Cái chuyện ma hả mày? Xử nó. Tao nói bữa nay nghỉ rồi mà sao mày lì quá vậy? Không phải anh ơi. Đại ca, mẹ em đó. Có hai con dê chó thiệt kìa. Ồ, ba lúc này ở dưới khỏe không? Dạ, con cảm ơn bác. Hạo Nam phải không? Đẹp trai đó. Có sửa mũi không? Sao cao vậy? Dạ không. Mũi thật không có sửa. Sao mày bắt trước style của tao? À, nghiêm túc tí đi. Tao bị liệu. Dạ, dạ xin lỗi bác. Ủa, mà sao bác chết vậy? Có cần con giải oan cho bác không? Bơm quá trớn, phẫu thuật quá liều, tác hại của thẩm mỹ, tao không có chết hoàng. Thôi, đi nha coi nè em. Chết. Mùi thật đó. Mày hay quá ha. Mày giỏi quá ha. Mày thấy được người chết luôn hả? Vậy mày có thấy được ngày chết của mày không? Hùng Ngọng ơi! Anh đem thằng Hạo Nam xuống chơi với em nè! Đỡ! Tụi bay tránh ra! Tao không biết mày từ đâu tới. Tao không biết mày là ai. Nhưng mày có ý định trả thù. Thì tao sẽ cho mày chiếc dép còn lại. Đừng đau khổ nữa con. Cậu ba nè. Cậu ba? Sao cậu Vinh đó? Cậu để con trả thù cho nó. Nó đã giết thằng Hùng Ngọng, phải trả thù. Trả thù? Ai cho mày trả thù? Cứ thù hẳn nãy. Nếu mày giết nó, rồi thằng Hùng Ngọng nó có sống lại được không? Nhưng mà Lâm đại gia, tại sao cậu nói con không nghe? Tao ghét cái chữ nhân lắm. Cũng như mẹ mày, vì bệnh mà chết. Không lẽ mày đi tìm con bệnh, rồi mày đè con bệnh xuống mày giết nó? Má mày có sống lại được không? Ê mày, sao không nói gì tao không hiểu gì? Thì nói lạc đề đó. Trời ơi, cậu ba, con không hiểu nổi cậu tại sao cậu có những cái suy nghĩ mà nó kỳ lạ, nó trừu tượng như vậy. Tụi nó
Nghe lời cậu đi con, đừng có lạc lối trong đêm tối nữa. Đừng nhăn, nhăn cái bạc xấu lắm. Về đi. Quá, bản hiệu đẹp quá. À, bản hiệu đẹp quá. Bản hiệu sơ sài thì có, chệ thiệt tình luôn á. Em nói cái gì chệ cũng theo hết. Chệ nghĩ sao vậy? Chệ lấy gì vậy? Chệ có nghĩa là chế đó. Trời ơi, tỷ ơi là tỷ. Ý em á là bây giờ người ta nói chế cho nó thành điệu đúng không? Em nói chệ là em đi trước thời đại. Em thời đại quá rồi đó. Sao? Ôi, bữa nay tiệm mình đông khách quá à. Hay là mình quyết định khuyến mãi thêm món ăn cho khách đi. Em nghĩ sao vậy? Bữa nay cái ngày đầu tiên mình khai trương mà em khuyến mãi hay cái gì mình lỗ sao? Trời ơi, chị không có biết gì hết trơn á. Mình tận dụng cơ hội này mình cho khách thêm một cái món ăn đi. Xong rồi cái hở mai muốn khách nhớ mình, khách lại quán mình ăn tiếp. Được không ta? Được hết, em chuẩn bị rồi nè. Món ăn không có lỗ đâu, tại vì nó là món ăn tinh thần. Chuẩn bị nha. Cái gì vậy? Đây. La, thực khách thân mến, ngày hôm nay nhân dịp khai trương quán mì A Mẫn, hai chị em chúng tôi quyết định sẽ tặng cho quý vị thực khách thêm một món ăn ưu đãi tráng miệng cuối ngày. Bây giờ món ăn xin được phép bày biện. Bày biện cái mà bày biện đó mà. Cái quán mới khai trương, tụi bay nhảy khùng nhảy điên như vậy, mày có khùng không? Mày có khùng không? Rồi hai đứa mày có khùng không? Nghĩ sao á thiệt, mình bán hủ tiếu mì, bán hủ tiếu mì thôi mà làm như cái quán bar nhảy rần rần rộ rộ, bao nhiêu người ta nhìn kìa. Mất mặt quá đi, thôi dẹp, nhảy điên nhảy khùng, nhảy cái coi, đúng không? Đúng. Rồi vô rửa chén đi. Hả? Vô rửa chén. Ê, hai tụi mày mới vô rửa chén á? Đi vô đi mày. Chị mày tôi sướng, khai trương quá. Mày vô rửa chén đi. Chị mày tôi sướng nha. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Lé. Rồi chị hỏi chuyện. 4 tấm. Rồi, để ghép lại nha. Ồ, dễ thương quá. Ủa mà mày đói bụng không? Đói. Thôi vậy vô ăn xong ghép tiếp được không? Vậy đi. Đi. Thơm quá. Làm tôi chơi nha. Dạ. Ê, Bình Lé. Dạ. Anh Hạo Nam ở đâu mà không tới vậy? Anh Hạo Nam mất công chuyện rồi. Trời ơi, sao buồn quá vậy? Ê, anh Hạo Nam tới kìa. Mày có bị khùng không? Nói Vinh khùng mà đại ca. Dạ, em khùng. Khoe trường quán mà không chịu tiếp chị Mẫn, chị Tình. Nhảy đi, nhảy khùng. Đi tiếp khách đi. Xin vô. Chú cho anh tô mì. Dạ. Em nghe đây Long đại gia. Mày đang ở đâu đó? Em đang ở cái quán hủ tiếu mì của con A Mẫn, bồn Hảo Nam á anh. Rồi mày thấy ở đó làm sao? Rồi ngon lắm anh ơi, nó bán ngon lắm, rẻ mà ngon lắm. Trời ơi, khách đồ vô đông lắm nè, bán vỉa hè mát mẻ nữa. Có lý lắm anh ơi. Ở đâu có bán bông băng thuốc đỏ cho mày xài luôn không? Tao không cần mày quảng cáo. Có thằng Hạo Nam ở đó không? Dạ có. Bây giờ tao không biết mày làm bằng cách nào. Hôm nay là ngày khai trương của nó, cũng chính là ngày dẹp tiệm của nó. Mày hiểu ý tao chứ? Dạ cảm ơn anh đã tin tưởng. Nhớ mua một phần về tao ăn thử có ngon thiệt không nha mày. Anh đã tìm đúng người rồi đó. Đói bụng quá người đẹp ơi. Wow, hấp dẫn quá. Có đồ chơi, tao sẽ cho nó thành lệ rơi nè.
tiểu ly cái lựu đạn. Bán mì cây hả? Cái gì mày dám bán xanh quá? Trái không nè? Ăn cái gì? Để đi. Ê khoan, khoan. Không bán gì kỳ cục vậy? Ăn cái gì? Đi đi. Ăn mì cái gì vậy? Mì có dán trong son tàn, buôn bán gì kỳ hả? Khai trương quán mì ngon ngon cái gì? Đã bán gì kỳ hả? Nè, nhìn đi, buôn bán mà có dán gì nè, lo nhảy, nhảy tới sáng luôn đi. Trời ơi, làm gì hết hồn vậy mấy má? Em xin lỗi, em xin lỗi. Để em gì? Để rồi, để nguyên hiện trường cho tôi. Để tôi kêu người lại khám nghiệm tử thi. Anh ơi, bình tĩnh anh. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Dạ, ăn uống gì vậy? Bình tĩnh cái gì? Thế em giải quyết tử thi bây giờ. Là sao? Dạ là vậy nè. Trời khô máu mày luôn á. Đây nè. Xe ga, xe ga. Cười nữa đi, tao không nói chuyện với mấy thằng con nít. Tao không phải là con nít, tao là người lớn. Nhưng mày lùn hơn tao, mày là con nít. Dọn hàng. Kìa đi dọn hàng kìa. Đại ca, thầy cứu rồi đại ca ơi. Đại ca. A Mẫn. A Mẫn đâu? A Mẫn của đại ca đâu? A Mẫn. Cứu lên đại ca. Đại ca ơi. A Mẫn. A Mẫn không có sao hết đại ca. Giải thích thật lòng. Tại vì sao người xa mãi? Tại vì sao người nói? Em xin lỗi đại ca. Tại vì tối hôm qua đại ca cứu em mà đại ca mới bị vậy. Khủng quá. Mình là anh em mà. À Mẫn đâu? Chị Mẫn đi đi dọn hàng rồi. Đi dọn hàng ở ngoài á. Bữa nay đi bán mà anh. Quán xá tan nát như vậy còn bán vùng gì nữa hả? Tại sao các em lại bỏ A Mẫn ngoài ấy một mình? Nguy hiểm lắm. Đại ca còn định đi đâu nữa vậy? Đi kêu A Mẫn về chứ đi đâu?
đừng để nha. Nhanh lên, nhanh lên. Xong chưa, xong chưa? Rồi, xong rồi. Rồi, ok. Lòng quá. Dạ, thưa đại ca, nhân dịp Tết đến xuân về thì ba đứa em có một cái tiết mục văn nghệ mang đậm âm hưởng mùa xuân cũng như là thấm đượm tình quê hương xứ sở. Dạ, dạ, dạ. Mang phong cách rất là sôi động. Sôi động luôn. Hít hớp luôn. Dạ, rồi, rồi, chuẩn bị chưa? Hát đi, hát thử anh nghe. Ok. Con cào cào có cái cánh xanh xanh, nó bay rất nhanh từ nhà xây sang bụi cỏ. Thôi! Tụi bay có bài nào khác không? Có một bài mà hát cả năm, tao nghe tao chán quá trời rồi. Dạ có. Tụi em mới tập bài vui lắm. Đại ca nghe không? Nghe. Bài mới đi, bài vui mới. Vui lắm nha. Ê mày nhớ không nè? Tao chỉ mày hôm qua chứ mày không nhớ. À cái bài hôm qua đúng không? Hát bài đó đi. Ok, okay. Vậy à, bắt nhịp. Tao bắt nhịp không? Rồi. Vô nè. 2, 3. Xuân đã đến rồi, sẽ rất ngàn một hoa xuân đời. Biết. Cùng Tết đến từng bên nhà nhà, cái bên bàn cái đồng tâm tư. Chúc cụ già được sống lâu sống thọp, con cháu sang năm lại đón Tết sang. À tên. Tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có. Nên. Em biết rồi. Anh, em nghĩ anh nên cho mấy con khỉ đi học thanh nhạc đi. Trời đất ơi, cái gì đâu. Em nghe mà em nhức cái đầu. Tụi nó hát dở chứ. Anh hát hay lắm. Để anh hát. Em thích Trường Hào Nam hơn. Để anh hát cho em nghe. Yêu nhất trên đời chỉ A Mẫn mà thôi. Cười lên nhé em, bên đời còn có anh. Nguyện hy sinh trao đến em nụ cười, hứa bên em trọn đời. Hứa với em á là anh luôn tươi cười như vậy nghe. Em á luôn muốn thấy anh á được mạnh mẽ, lạnh lùng như hình ảnh Hạo Nam mà em luôn hưởng mộ. Chỉ cần em nghe lời anh, ngoan ngoãn và mãi mãi ở bên anh, thì bất cứ chuyện gì anh cũng hứa với em. Em hứa mà, em hứa em sẽ ngoan và nghe lời anh. Anh biết á, em rất là thích ăn ngỗng quay A Ký, cho nên anh đổ đường rất là xa để mà mua cho em đó. Nè, còn nhớ em thích ăn cái ớt luôn đó. Còn đây, đây là gà hấp muối nè, ăn nha. Em có chuyện muốn nói với đại ca. Cái mạng này á thì đại ca cứu, nên em không thể nào gạt đại ca được. Thực ra Ra là hẳn quay nè, ăn đi. Ra mấy đứa có chuyện gì muốn giấu anh không? Đâu có, ý là đây nè, tại vì ý của Vinh Khùng nói là tại vì dạo này cái bao tử, cái bụng của Vinh Khùng bị có vấn đề, nên bây giờ có thể xin đại ca là cho ăn nhiều hơn một chút được không? Đó, bây giờ tao thay mặt đại ca luôn, đó, ăn hết nguyên dĩa đi nha, đừng nói một cái gì nữa nha. Cảm ơn nhiều lắm. Mọi người ăn tiếp đi. Hôm nay mấy đứa lạ sao á, ăn đi nha. Nè, để anh kiếm cái ớt cho em tiếp nha. Đây ớt nè. Đại ca, chuyện gì nữa? Em nghĩ là không thể nào giấu đại ca được lâu hơn nữa. Dù gì hôm nay cũng đã là 48 ngày rồi. Cái gì mà 48 ngày? Em nói gì anh không hiểu gì hết vậy? Làm sao mà anh hiểu được? Thực ra thì Hello. Bình nó bị lé, Vinh nó bị khùng. Hai đứa tao nói nhìn dễ thương hết rồi, cặp đôi hoàn cảnh. Thôi mọi người ăn, mọi người ngon miệng. Mấy đứa hôm nay lạ sao á? Thôi đừng có nhoi nữa, vui vẻ lên ăn nha. Em ăn đi nha. À, gà hấp muối này ngon nè nha. A Mẫn chết rồi. Chị, bị anh Nam có thể nhìn thấy được người chết.
Trời ơi, chị có chết đi chăng nữa. À Mẫn, đừng có nói vậy. À Mẫn, em không được nói cho anh Na biết. Trong vòng 49 ngày anh Nam sẽ không phân biệt đâu là người sống, đâu là người chết. Chị muốn em là hạnh phúc cho anh Nam trong vòng 49 ngày. Anh vẫn còn đợi em. Chạy nhớ nhớ nhạt nhẽ. Em người yêu ơi, xin em hãy đây. Em có lẽ mãi mãi anh không hiểu được tại vì sao hai ta lại mất nhau. Thời gian qua anh đổ lỗi chi hay anh sai điều gì mà để trái tim em phải rời xa. Người ta yêu nhau đậm sâu thì người ta mãi mãi bên nhau. Mặt tình ta tan vỡ mau. Em đang bên ai, anh vẫn trốn đây. Người hỡi em biết không, anh chỉ yêu mình ngoan nè. À Mẫn hứa là nghe lời anh mà, không được khóc, ngoan nha. Ăn đi. Yêu nhất trên đời chỉ A Mẫn mà thôi. Cười lên nhé em, bên đời còn có. Em yêu anh, em không muốn xa anh. Không, không, anh không muốn xa anh. À Mẫn. Anh đã biết từ lâu rồi, anh đã biết trước mọi chuyện rồi. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã sống ảo cùng tôi. Đối với tôi, bấy nhiêu đã quá hạnh phúc rồi. Một ngày, 100 ngày, hay 1 vạn ngày, đối với tôi không là gì cả. Miễn sao tất cả chúng ta cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Vui lên, cười lên. Xuống đi, xuống đi. Có khách. Có khách tới. Có gì vậy? Rồi, nữa rồi. Rồi anh, nó dở lưới cho mình kìa. Ai? Ôi chết, nó tới. Lui. Nó đâu? Nó đâu quăng cái áo. Nó hoài. Ủa mà biết cỏ này cỏ nhà không? Tôi tốn biết bao nhiêu tiền để tôi xây cái cỏ này không? Mày đậu xe vậy hả? Hả? Hả là ông nội? Tao thích vậy á, rồi mày làm cái gì tao? Mày biết mày đang đứng ở đâu không? Mày lé mà mày còn ngu nữa. Tao đứng trên mặt đất chứ đâu mà mày hỏi. Nhưng đất này là của tao. Của mày rồi sao? Thì tao trừ một xương mày chứ sao? Mày tin tao rút cạn mỡ mày thằng lé. Tại sao vậy? Mặt của cái áo gì đâu mà chối ơi là chối. Có mấy ganh tị hả? Trời đất ơi, nhìn mà muốn nhức đầu đông luôn hả? Ai biết mày nhức đâu. Nè, tao nói cho mày biết, mày vô đây chơi banh, chơi bóng cái gì đó thì mày thuê tao cho. Còn mày kiếm chuyện hả? Chơi khô máu mày luôn. Mày hứa nha,
mặt đẹp trai quá à. Một lát nữa thôi, một lát nữa thôi, tao cào nát mặt mày. Ừ, thấy bà nội như nha mày. Tụi mày đâu? Dưới. Tụi bay đi đá banh hay là tụi bay đến lộn? Đây 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 đây. Vô mày, nhào vô mày ngọc. Mày ngọc mày nhào vô. Hả? 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 Vô, vô, vô chơi, cho cù máu. Nhìn không? Tao nể đại ca tao á, cho tao đá rất là mũi mày. Thằng khốn nạn, mạng mày lớn lắm, làm đủ mọi cách bắn mày như vậy mà mày vẫn còn sống. Nhưng mà ngày hôm nay mọi ân oán của tao với mày sẽ giải quyết tại nơi đây. Mày đã hại chết thêm một mạng người mà tao yêu thương nhất, mày có biết không? Biết sao không biết? Tao làm mà sao tao không biết được? Tao cũng biết cảm giác của mày giờ sao nữa. Mất người thân mà, mất người thân yêu của mình mà. Giống như tao mất cái thằng Hồng Ngọng em của cháu. Nó bây giờ cảm giác nó chịch choạc, nó khứt khỉu đâu đúng không? Nhưng mà con vợ mày là chuyện nhỏ, ít chứ con vợ mày phải lót xác chồng ngọng em tao. Còn mày hả? Tụi bay tính ra coi. Ủa hả? Sao hoài vậy? Con khai khẩu của tao đâu phải dép lào đâu, bắt tao ăn hoài, không tính ăn lần thứ hai luôn á. Bởm có một chiếc, giờ có một chiếc, đủ đôi rồi. Đứa nào vậy? Tao không cần biết mày là ai. Tao không cần biết mày muốn gì. Nhưng nếu mày quyết định trả thù, tao sẽ cho mày chiếc dép còn lại. Dạ đâu. Tao tưởng mày bao sân luôn rồi chứ. Còn chưa có đủ vốn. Cậu nữa hả cậu ba? Sao lần nào con sắp bắn nó cậu cũng đều xuất hiện hết vậy? Khỏi giảng đạo với con nữa. Chắc chắn lần nào con sẽ bắn nó. Giỏi quá. Ba chiếc rồi. Lẹ. Đủ rồi, dừng lại đi con. Nhăn như kiểu mày tao không sợ. Trời ơi cậu ba, cậu khùng hả cậu ba? Sao cậu binh nó hoài vậy? Thằng Hùng Ngọng nó cũng là cháu của cậu mà. Tôi chịu hết nổi rồi, đủ rồi nha ông già. Lần này em còn xéo chuyện này nữa tôi bắn ông luôn đó. Ông hả? Ân quán đã có hồi kết rồi đó. Mày hay lắm. Mày bắn tao đi. Mày có giỏi mày bắn tao đi, nhưng phải bắn tao chết chứ tao còn sống tao cũng tìm mày trả thù à. Người trả thù phải là tao nè. Mất lại. Trả thù nè. Chết cha nó hừ quá. Chứ mọi người súng, mọi người súng. Cha. Cha không biết xài súng hả? Không sao, cái súng này dễ lắm, bóp cò là nó vô đó hả? Ổn hử, mày hử nó đi. Ổn mà, chuyện gia đình cha để cha giải quyết. Về đi con. Đại ca, cha kêu về về đi. Đi. Mà ổn không? Được, 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 được. Cha làm được hết. Đi, 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 về, đi, về, đi, về. Mày hả mày? Mày dám kê súng vô đầu tao bị bắn, phải không? Trời ơi, là chị hai. Trước khi chị chết, chị bảo rằng tôi hãy lo cho thằng Long với thằng Hùng. Mà bây giờ nó bắn tôi kìa. Quốc quốc pháp, gia của gia quy. Mày giang hồ có cách xử của giang hồ, còn tao có cách xử của tao. Hảo Nam. Chuyện buồn mình cùng bước, khó khăn nào cùng lướt. Vì tôi luôn biết tôi còn có anh em ở bên mình. Chẳng việc gì phải xoắn, Hảo Nam tôi lo lắng. Sẽ không để anh em trong lòng bận tâm hay nghĩ suy. Nhìn dòng đời dậy sóng, cùng mang dòng máu nóng. Và con tim nghĩa nhân chung tay cùng góp sức cho đời. Một lòng mình nguyện sẽ là anh em kết nghĩa. Đời dẫu bao đổi thay, anh em một lòng luôn có nhau. Hảo
Nam, Hào Nam. Thật ra là cậu đánh cho con tỉnh. Hảo Nam không có giết thằng Hùng. Chính mắt cậu nhìn thấy thằng Hùng lao đầu vào xe cán chết. Thằng Hùng đã cán chết đứa nhỏ thì lực nhân quả nó phải gánh lấy mà thôi. Còn con vẫn ngu muội mà giết chết người yêu thương nhất của Hảo Nam, con xứng đáng là con người nữa hay không? Hả? Hảo Nam, số phận của thằng Long tôi giao cho cậu, gia không có trách cậu đâu. Trả thù, 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 trả thù. Anh Nam, anh phải trả thù cho chị Bón. Đúng rồi đại ca. Thôi, mày cứ bắn tao đi, tao không trách mày đâu. Mạng đền mạng mà. Quan quan tường báo đến bao giờ mới dứt? Mày hãy cố gắng làm người tốt để chuộc lại lỗi lầm. Đừng bao giờ để tao thấy mặt mày nữa. Hảo Nam, tao muốn theo mày. Hảo Nam, Hảo Nam. Dừng lại đi em. Chính nó lại giết em, làm cho em không được sống ở bên cạnh anh. Em phải giết nó trả thù. Cần đây em một lời giải thích. Em đã từng hứa với anh là sẽ ngoan ngoãn và nghe lời anh mà. Trôi theo thời ngày. Tại vì sao người xa mãi? Yêu nhất trên đời chỉ em mẫn mà thôi. Cười lên nhé em, bên đời còn có anh. Mà giờ đây em đã bước đi. Xin mang đến em nụ cười, anh vẫn chờ bên em trọn đời. Xin em hãy về đây, tại vì cảm ơn em đêm đó đã dừng lại đúng lúc. Biết tha thứ để được siêu thoát. Giờ thì Long đại gia đã vào trại cải tạo rồi. Mong rằng cuộc sống của ông sau này sẽ được thay đổi. Ê, nghe đại ca nói tao nhớ tới cái vụ mà đêm đó lắm. Trời, nó kinh khủng lắm. Ờ, khai mày nhắc tao mới nhớ. Trời ơi, cái hôm đó tao nhắc lại tao nổi da gà luôn nè. Mày nhớ hôm đó không? Mày nhớ hôm đó không? Cái hôm mà khúc cuối mà A Mẫn xuất hiện mày nhớ không? À, cái vụ của A Mẫn hả? Trời ơi, cái vụ nó ghê quá. Ghê quá, sợ quá mày ơi. À, ma kìa, ma quay. À. Thôi, bớt nhoi đi. Nghe cha giảng đạo kìa. Các con đừng có sợ gì hết. Tại vì trên cõi đời này không bao giờ có ma hay là có quỷ. Khi con người ta chết đi, con người ta sẽ về một nơi rất là xa xôi dịu dàng. Nơi đó chỉ có vui chứ không có buồn. Thành thử ra cuộc đời của cha không bao giờ sợ ma. Anh Nam! À, 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 cái bà em à! Chuyện buồn mình cùng bước, khó khăn nào cùng lướt.
còn có anh em ở bên mình. Chẳng việc gì phải xoắn, hảo nam tôi lo lắng, sẽ không để anh em trong lòng bận tâm hay nghĩ suy. Nhìn dòng đời dậy sóng, cùng mang dòng máu nóng, và con tim nghĩa nhân chung tay cùng góp sức cho đời. Một lòng mình nguyện sẽ là anh em kết nghĩa, đời dẫu bao đổi thay anh em một lòng luôn có nhau. Hào Nam, Hào Nam, Hào Nam, Hào Nam, Hào Nam, Hào Nam, Hào Nam là chính tôi, dẫu đứng ngồi cũng không đổi tên. Là anh em thân thiết ta luôn sớt chia nhau buồn vui. Hào Nam tôi hứa không phụ chân tình anh em gửi trao, dẫu còn một giọt máu cũng không hài lòng với anh em. Hào Nam, Hào Nam, Hào Nam, Hào Nam, Hào Nam, Hào Nam. Hào Nam là chính tôi, dẫu